Tôi xin chào các bạn. Hôm nay mình đem cái cây hải châu dáng đổ của các bạn, đổ treo nè. Của mình là cây này là đã có cho trái nhiều lắm các bạn. Nhưng mà mình được rồi, mình cắt bỏ hết rồi. Nay mình sẽ cắt trái bỏ nữa các bạn. Mình mở kẽm. Đó, mình sẽ mở kẽm, cắt trái, mở kẽm trái nè. Đó, trái nè các bạn. Đó, trái nè. Cắt hết đi các bạn. Cắt hết đi. Đừng có để vào cái này, nó không có giải quyết được cái gì á. Nè, trái nè, trái các bạn. Được rồi, mình hái các bạn. Chị ngang thấy là mình hái à, mà sao nó vẫn còn à. Đó, rồi cái trái này không giải quyết được cái gì đó các bạn. Nè, cây đổ mình quay kỹ rồi các bạn xem. Đó, đây nó bị hay gì trội trên núi các bạn, trên đấy á. Giữa nó là bao già hết rồi mà sao nó không ra nhánh. Cái này đổ thì mấy cái thằng đổ vậy khó xịn lắm nha các bạn, không phải dễ ăn ở đâu. Bởi vậy người ta nói bằng một cây đổ bằng rổ cây trực á, không phải dễ ăn cây đổ đâu. Đổ các bạn chỉnh mà không tới là nó bỏ tàn bỏ chi á. Đó, nè trái nè các bạn, nè mình hái cái trái xuống các bạn nè, trái rất là to không. Cái này mua lúc mùa dịch đó các bạn, này nó khuyết kẽm dữ lắm rồi, do đó mình phải đem vô mình chỉnh sửa lại. Đó, chỉnh sửa này cả một vấn đề các bạn. Rinh nó nặng, con mình một. Đó, cái nhánh nào không ngay mình cắt bỏ hết, rong tàn ở lại. Cái này nên rong chỉnh tàn ở lại các bạn, mình tháo kẽm bỏ ra bớt, không có để nhiều, nhiều không giải quyết được cái gì đó. Tàn nè, cắt bớt lại. Già dữ lắm các bạn, quay hết cho các bạn xem, nó già dữ lắm. Cây này có mình lên clip có nhiều anh em hỏi mua nhưng mà mình chưa giao lưu cây này các bạn. Tại cây này các bạn sao không, cây mà nó dạng mà nó chưa ra hoa ra trái nhiều quá, nó còn mình đang mê nó nữa. Rồi mình sẽ đặt cái máy, mình sẽ bấm cái tàn cây này lên. Xa là vậy mà thấy hết các bạn. Đó, trời mình không thấy. Gió cái ngã luôn. Bây giờ mình sẽ cắt kẽm và cây này giờ. Cây này giờ mình tháo kẽm hết các bạn. Mình cho kẽm hết, mình không có xài kẽm nữa. Cái này giờ nếu mình sửa cái này chỉ dằn chi nữa thôi, nó không còn kém nữa. Tuyết các bạn, tuyết dữ lắm.
lớp vậy các bạn. Mình bấm chèn tới đâu mình sửa tới đó luôn các bạn. Cái này nó vô khung rồi. Con tạm đi. Để nó hàng hà, nó không giữ được cái gì. Mua cây phôi nha các bạn, cây phôi về mình sửa lại nha. Cái này không phải là cây bứng ngay đó mình thấy, là mình mua về liền, mình mua liền. Cái này ngay chỗ cái gần của kỳ co á. Cây kỳ co em gió các bạn biết rồi, nó thì dễ chơi. Cây hải châu các bạn mở kẽm ra đi, bạn cho nó thoải mái đi, rồi nó cho trái thì các bạn thấy. Nếu mà cái mình quất kẽm vô, cái mình là ép nó vô kẽm có cái khuyết là vậy các bạn, cho trái cũng hạn chế nè, khuyết quá trái cũng hạn chế nè.
Ôi cây này nó già lắm nha các bạn. Mình thấy nè, già dữ dằn lắm. Kẽm dính qua cả kẽm luôn. Xuống này nè, vui nó cực cũng vậy á, các bạn coi cho mình nói đúng không? Đó, khi nó đổ cắm xuống này, đồ nuôi các bạn nó không ra gì, đơ quá. Để gần cho các bạn xem nè. Nè, mở khúc này ra cho các bạn xem, khúc này kẽm nè, kẽm của bạn kia chết luôn. Để mở kẽm cái này được, quấn với mở sữa thì nó cũng ngang ngang với nhau á. Bởi vậy kẽm mình không có tháo ra các bạn, mình bấm bỏ hết ra, bấm bỏ hết, tháo ra cực lắm các bạn, nó không ra gì đó, và tháo ra xài lại cũng không không tố, không có nó dạng, nó cũng không cái gì, còn lại cũng cực, cong cong quẹo quẹo. Cây này mình không phát hiện nó tiếc thôi. Vậy mình cảm giác làm sao cái cây này nó ra cà xi xi. Cái cuộc nó khuyết các bạn, khuyết nó bắt da, nó mới vô da hết á. Làm ra chỗ yếu. Nó không chết mà nó yếu. Cái cây thì nhờ dẫn nhựa, dẫn nước bằng da. Để từ nó bây giờ là tuy còn cái xương không. Yếu mình phát hiện mình sẵn mình sửa luôn chứ làm cây đổ này khoảng 2 người trở lên, khoảng 2 người á. Tại sao nó 2 người đổ kẽm rồi rinh rồi nó cực lắm các bạn, không khéo một cái là các bạn nó rớt cái xuống cái là coi nhánh đổ nó, cái nhánh nó bị nó xuống á là nó gãy luôn, là cả một cái công, cả thời gian không mình là coi như là đổ sông đổ biển á, gãy nhánh này coi như đổ sông đổ biển luôn á, về cây đổ bây giờ mình mở kẽm ra đóng kẽm nè các bạn, kẽm nó rớt xuống rồi, giờ còn kẽm ở đây nhiều lắm đó, nó đổ xuống rồi coi gần 1 mét hơn các bạn, 1m2 á. Hello, cây giờ nó cũng xong rồi các bạn. Đó, quay trên xuống cho các bạn xem đây. Đây cây đổ mình. Đó. Bẻ sáng giờ các bạn, bẻ nè, xe rùa ấy nè. Đó. Trong tạng là hết. Ở đây nó bị sam mà bạn, sam ở biển á, sao mà nó không ra nè. Đó, nhưng mà nó liệt ra hết rồi. Còn dưới này mình cũng cắt, mình dọn, mình sấy là hết, chẳng thành bỏ lại mình làm là các bạn. Dặn mấy cọng kẽm mà, gây là hết kẽm rồi. Nó thấy chân cành đó không? Nó chân cành đây. Đó. Nó đổ cây nó đổ mà nó sắn các bạn. Đó. Kỹ cho bạn xem nè, cái đầu đó nè, mình dằn sơ sơ lại các bạn, mấy cái này cái nào nó không ấy thì mình dằn lại đó. Cái này nó giờ mình không có dằn nữa, nữa chả nắng các bạn đó. Cây này. Những cây đổ này mình đây cũng có nhiều các bạn, cũng được 2-3 cây đó, chứ cây đổ này khó ấy lắm các bạn.
mình nói thật, phải nói gì, nhưng mà thật ra cây đổ, để mình làm cây đổ rất là cực. Cực cái gì các bạn? Cực cái công mình, tức là bây giờ là cái cây á, mà nó đổ nguyên thủy á, thì không sao. Thấy không? Cây này như nó đổ treo nè, cái độ cong nó có nè, các bạn thấy không? Đó, cái độ cong nè, mình để quay cho các bạn xem, đó nó cong nè. Đó, cái đây nó treo vách đá các bạn, mình mua về. Thấy không? Cái thân nó xuống có đẹp không? Xong xuống. Cây này mình giao lưu rất là đắt. Đó. Khó tìm những cây mà nó tự nhiên các bạn. Nhiều khi ta đổ ta bật gốc bật rễ lên, còn cái này nó nằm im luôn nè. Đây. Cái thân các bạn thấy không? Nó tự nhiên, chỗ này không có ai mà phải sửa. Đây mình không có sửa các bạn. Đây là nó bị sam nè các bạn. Đó, nó sam. Đó, độ cong rồi nè. Đó, nó sam, sam mà nó bao già hết rồi. Đây mình cây đổ nè các bạn. Đây. Đổ treo xuống luôn nè. Kỹ cho các bạn xem. Đó. Cây này mình ép đổ nè. Hồi đó các bạn. Đó mình mua về nó bay. Sau giờ mình thấy đặt sáng đổ được, mình mới đặt xuống nè. Mình chỉnh cái đọt lại. Đó. Cái nào cũng vậy thôi. Do bàn tay con người mình làm được thì mình làm. Cái này mình mới cắt tàn hôm qua các bạn. Cắt chi tàn lại. Đây. Hai trái hết rồi. Qua. Wow. Cây dáng đổ mà mình làm đã đời các bạn. Không có dễ ăn đâu. Không có dáng đổ này. Mà cái này cái tàn tự nhiên nè các bạn. Cây này trái dữ lắm. Đó. Rồi, bữa nay cây này mình sửa lại nè. Đó, mình sẽ vô phân vô đất gì đây. Vô chậu đắp luôn nè các bạn. Rồi, clip cũng dài các bạn. Mình xin kết thúc clip tại đây.